Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01 thi công xây dựng, cung cấp hàng hóa và lắp dựng của hạng mục di dời hệ thống điện 110 kV, 220 kV và 500 kV phục vụ giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần 1.2, bồi thường hỗ trợ tái định cư bao gồm hệ thống đường cao tốc, đường song hành, đường đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hành lang dự trữ đường sắt quốc gia, địa phận tỉnh Hưng Yên thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là công ty cổ phần Sông Đà 11 với giá trúng thầu 197,999 tỷ đồng. Giá gói thầu là 275,226 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, mở thầu ngày 3 tháng 6 năm 2024 với 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, trong đó 2 nhà thầu không được lựa chọn vì có giá dự thầu kém cạnh tranh là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Duyên Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4, công ty cổ phần thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long, giá dự thầu là 200,679 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn PC1 giá dự thầu là 198,027 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 7 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên cho biết, chủ đầu tư đang chờ địa phương bàn giao mặt bằng sạch để giao lại cho nhà thầu trúng thầu khởi công công trình. Nhà thầu trúng thầu, công ty cổ phần Sông Đà 11, đang tham gia thi công rất nhiều công trình đường dây điện trên cả nước, đặc biệt là các đoạn đường dây 500 kV qua các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Đặc biệt, công ty cổ phần Sông Đà 11 hiện nay đang triển khai đồng loạt 12 gói thầu thi công tại dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên. Đề xuất miễn phí 7 loại xe đi trên cao tốc. Tại dự thảo, nghị định quy định về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư quản lý, khai thác, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thu phí với 5 nhóm phương tiện và miễn phí cho 7 loại xe. 5 nhóm phương tiện phải chịu phí sử dụng đường bộ cao tốc gồm xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, xe từ 12 đến 30 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 đến 4 tấn, xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe có tải trọng từ 4 đến 10 tấn, xe tải có tải trọng từ 10 đến 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet, xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, dự thảo nghị định quy định mức phí đối với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện triển khai thu phí, áp dụng mức 1 đường cao tốc có 4 làn xe có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục và mức 2 đường cao tốc có 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục. Dự thảo nghị định cũng quy định các phương tiện được miễn phí sử dụng đường cao tốc gồm xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, bao gồm các xe mang biển số nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng quốc phòng như xe CTEC, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang, hành quân từ 12 chỗ trở lên, xe vận tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn, xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc chủng khác phục vụ quốc phòng, xe chuyên dùng phục vụ an ninh như xe của Bộ Công an tỉnh, thành phố, công an huyện, quận, xe cảnh sát giao thông, xe cảnh sát 113, xe cảnh sát cơ động, xe đặc chủng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật về xe chuyên dùng. Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ như xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường. Quan điểm nhất quán của Bộ Giao thông Vận tải là những tuyến cao tốc nào có chất lượng dịch vụ tương ứng với mức thu mới, triển khai thu phí. Nhà nước thu phí đường cao tốc nhằm tạo nguồn vốn phục vụ cho công tác bảo trì và đầu tư phát triển các tuyến cao tốc mới. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, sửa đổi quy định về đèn giao thông. Luật Giao thông Đường bộ 2008 chỉ quy định tín hiệu xanh là được đi, tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Luật Giao thông Đường bộ 2008 chỉ quy định tín hiệu xanh là được đi, tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Tín hiệu
đèn màu xanh là được đi. Trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường. Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi. Ngoài ra, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định về các trường hợp được chở 3 trên xe máy từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 có sự thay đổi so với trước. Cụ thể, tại khoản 1 điều 33 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ số 36/2024 QH15 quy định người lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy chỉ được chở một người, trừ 4 trường hợp sau thì được chở tối đa 2 người: chở người bệnh đi cấp cứu, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định mới về dừng xe, đỗ xe. Theo Điều 18 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về chấp hành quy định việc dừng xe, đỗ xe như sau. Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của xe trong một khoảng thời gian cần thiết, đủ để cho người lên xe, xuống xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe hoặc hoạt động khác. Khi dừng xe không được tắt máy và không được rời khỏi vị trí lái. Trừ trường hợp rời khỏi vị trí lái để đóng mở cửa xe, xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật xe nhưng phải sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Đỗ xe là trạng thái đứng yên của xe không giới hạn thời gian. Khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được rời khỏi xe khi đã sử dụng phanh đỗ xe hoặc thực hiện biện pháp an toàn khác. Xe đỗ trên đoạn đường dốc phải đánh lái về phía lề đường, chèn bánh. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khi dừng xe đỗ xe trên đường phải thực hiện các quy định sau đây. Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra vào vị trí xe dừng đỗ. Không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không thuộc dừng đỗ xe tại các vị trí sau đây. Bên trái đường một chiều, bên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất. Trên cầu, trừ những trường hợp tổ chức giao thông cho phép. Gầm cầu vượt, trừ những nơi cho phép dừng xe, đỗ xe. Song song cùng chiều với một xe khác đang dừng đỗ trên đường. Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20m trên đường phố hẹp. Dưới 40m trên đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường. Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5m tính từ mép đường giao nhau. Điểm đón trả khách. Trước cổng và trong phạm vi 5m, hai bên cổng trụ của sở, cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho xe ra vào. Tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, trong phạm vi an toàn của đường sắt, che khuất biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu giao thông, trên đường dành cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước, trên lòng đường, vỉa hè, trái quy định của pháp luật. Trên đường bộ, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì chỉ được dừng xe, đỗ xe sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình. Trên đường phố, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ chỉ được dừng xe, đỗ xe sát theo lề đường, vỉa hè phía bên phải theo chiều đi của mình. Bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25m và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết.